Đây là buổi thực hành đóng quân dã ngoại địa hình rừng núi của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Long An. Sau chặng hành quân gần 200 km, các chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị nơi ăn ở. Được huấn luyện thuần thục kỹ thuật mắc tầng võng, trú quân dã ngoại, các chiến sĩ tỏ rõ sự tự tin khi thực hành các kỹ thuật sinh tồn trong rừng. Huấn luyện dã ngoại sát với thực tế chiến đấu của bộ đội là một yêu cầu cơ bản của công tác huấn luyện. Để đảm bảo cuộc hành quân dã ngoại thành công, những chiến sĩ nuôi quân đóng vai trò rất quan trọng. Khi mặt trời dần ló dạng, các anh nuôi cũng tất bật gạo, củi, muối mắm, đào bếp hoang cầm, lo cơm nóng, canh sốt cho các đồng chí, đồng đội. Lau chùi vũ khí trang bị tránh hoen gì sau chặng hành quân, những người lính trẻ này hiểu rằng kết quả diễn tập chiến thuật cấp phân đội năm 2018 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đảm bảo vũ khí trang bị, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt là những yếu tố quan trọng cho diễn tập chiến thuật đạt kết quả cao. Để đảm bảo cho nhiệm vụ diễn tập cấp phân đội đạt kết quả cao, trong thời gian qua, ngoài tập trung huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, chúng tôi còn chú trọng huấn luyện cho bộ đội trong các điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau. Nên trong tham gia diễn tập chiến thuật năm nay, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện dã ngoại, tham gia diễn tập đạt kết quả loại giỏi. Một trong hai hình thức chiến thuật mà các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thực hành diễn tập lần này là phòng ngự trận địa. Thông suốt nhiệm vụ chiến đấu, nắm rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ địch, cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực tỉnh Long An đã khai thác tận dụng linh hoạt, chọn thời cơ tiến công nổ súng thích hợp, đánh nhanh, dứt điểm nhanh vào lúc quân địch không ngờ. Phần thực binh phòng ngự trận địa đã thể hiện phương pháp chỉ huy chặt chẽ, kịp thời, sự hiệp đồng tốt giữa các bộ phận, tập trung tiêu diệt mục tiêu theo đúng tình huống chiến đấu. Kết quả bắn đạn thật, các phân đội tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu diệt được 100% mục tiêu được giao. Trong diễn tập tập kích, cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực tỉnh Long An đã tổ chức chiến đấu khẩn trương, linh hoạt, mạnh dạn, quyết đoán, đánh đúng thời cơ và hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận. Tổ chức đội hình tập kích nhiều mũi, nhiều hướng, bí mật chiếm lĩnh trận địa, mạnh dạn thọc sâu, chia cắt, thực hiện bao vây vu hồi, chủ động phối hợp hiệp đồng đánh địch trong trung tâm, thực hiện đánh nhanh, giải quyết nhanh, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Trong cái thực hành diễn tập chiến thuật cấp phân đội lần này, chúng tôi đã chú trọng về các tình huống diễn tập là sát vào thực tế chiến đấu đối với lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần và công tác kỹ thuật, nhằm để là nâng cao và hoàn thiện về cái năng lực, cái bản lĩnh chiến đấu cho người chỉ huy và cán bộ phân đội, chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong điều kiện địa hình thời tiết phức tạp liên tục ngày và đêm. Do đó, cuộc diễn tập lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2018 đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Diễn tập chiến thuật cấp phân đội lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2018 thực sự là một đợt tổng duyệt, học tập, huấn luyện sinh động, sát thực tế. Đây là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Long An cùng toàn quân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.